Có. Chào cả nhà. Chúc cả nhà buổi sáng đầy niềm vui với người thân và gia đình nha cả nhà. Hôm nay chú Sáu đi cào hến cả nhà ơi. Có đem theo cái lồng quà với cái này để đựng nè ngang cả nhà. Cái bao mình đựng chú Sáu sẽ trồng vô cùng cổ. Trồng vô cùng cổ mình vừa cào tới đâu rồi bỏ tới đó nha cả nhà. Mời cả nhà theo chú Sáu nha. Ở bên kia cũng có mấy đứa em nó cào ở bên đó cả nhà. Mình qua bển cào chung với nó luôn. Cào cái cào đầu tiên cả nhà ơi. Đây là số nhỏ nhỏ nhiều quá hay không? Đây hết cũng có nhiều nhưng mà nó nhỏ nhỏ nhiều nữa cả nhà. Bây giờ chú Sáu có cái đải này bỏ vô đây, vừa mang cần cổ vừa đem theo luôn. Thay vì mình đem theo cái thao. Hến nhỏ 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 cả nhà ơi. Hến này cũng nhỏ. Nó lấy thì bắt hết thôi vô. Bắt hết luôn cả nhà ơi. Hôm nay chú Sáu gờ hờ cầu hến này nhỏ nhỏ cả nhà ơi. Hôm nay mình chú Sáu cầu hến này để đi bán cho vịt đẻ ăn nha cả nhà. Cho vịt. Chứ hến này nhỏ quá luộc thịt chắc không được. Cho nên cầu hến này đi bán cho vịt cả nhà ơi. Nè. Cái này là được rồi. Phía xa xa cũng có thằng rơm với thằng đó. Thằng Phong rồi đó, nó mò đằng kia cả nhà. Chào rơm. Ôi chào đó. Mò đằng kia cả nhà ơi. Cũng cào mấy anh em cào cả nhà ơi. Tháng này là mùa nước cũng lợ lợ rồi cả nhà. Đây là toàn bộ ruộng sen nha cả nhà ơi. Ruộng sen này nước lúc này nó ở ruộng này là bông súng chứ không phải sen. Ba sen. Sen hả? Sen có, bông súng có luôn. Sen có mà bông súng có cả nhà. Tháng này nó cũng mới mọc trở lên trở ngược lại cả nhà. Chứ lúc trước thì nó cũng tàn hết rồi. Thấy một cái hoa tìm cả nhà ha. À, cả nhà, tải lên như đây cả nhà. Nó hến này cũng nhỏ cả nhà. Hến này là hến để cho vịt đồ ăn thôi. Về nhà mình muốn ăn thì mình lựa những con lớn. Còn này là nhỏ. Chú Sáu sẽ đổi luôn vô cái bao luôn. Hốt hết cả nhà. Vịt này là hến nhỏ. Nhưng khi cái lồng này mà nó lọt luôn cả nhà. Qua chừng. Này quê hương chú Sáu. Cái bãi này và bông súng nha cả nhà. Mà cũng có sen mọc ở trong đây rất nhiều. Có lộn xộn hết cả nhà. Để chú Sáu đãi cái này cho cả nhà mình xem nè. Nước ở đây cũng cạn thôi. Đãi lần lên một cục sình này nha cả nhà. Bắt đầu mình sẽ đãi ra nguyên cục sình luôn. Đây cái nhầm đây. Nó cũng nhỏ không nha. Ui lọt lưới nhiều quá. Này nhà mình cái này. Mà đây cũng có mấy con chim chép nè nè. Rồi vô bao luôn. Một xịn luôn cả nhà ơi.
trào lên là nhiêu đây cả nhà ha. Như đây này. Sẽ lấy hết cái những con này là còn sống lấy hết cả nhà. À, vô cái bao. Sáu đèn cái túi cho cả nhà ha. Bỏ vô. Wow. Một cục sình nữa nha. Sình bắt đầu mình đãi. Đây cả nhà ơi. Có con thì cũng bự rồi, có con cũng nhỏ cả nhà, đa số là sinh chép nhỏ nhiều lắm. Đây người ta đãi nhiều quá cả nhà, cho nên nó không có lớn kịp. Cho nên nó nhỏ. Mỗi lần đãi phải dán cái bông súng ra cả nhà. Chà, có cái cào này nhiều cả nhà ơi. Cào này bọn quá. Nha. Cào này nhiều á. Cào này hơi nhiều nè. Vô đây. Hến này nhỏ cho vịt đẻ, vịt tơ đồ tan cả nhà. Cái pháo cào hôm nay để đi bán. Bự cả nhà ha. Con tà bá luôn. Mà con này bị chết rồi cả nhà, bự chết rồi. Cả nhà ơi, có 1.500 ký nhưng mà thật sự thì 15.000 một ký cả nhà. 15.000 là em nó nói giỡn thôi. Cũng được lắm cả nhà, thay vì ngày mình cùng kiếm chừng mười mấy ký đi thì cũng kiếm được 150 nha cả nhà ha. Trăm rưỡi chắc cũng mình đãi cũng hết nửa ngày trời rồi cả nhà ơi. Có con bự bự rồi, mấy con này là mình luộc là ngon cả nhà, nhưng mà có số nhỏ. Mới chừng nửa tiếng 5 ký nhiêu. Cả nhà mình nhìn thấy nè, ở đây cũng có em rôm đãi hến luôn cả nhà. Ở bên kia có cháo đón nữa. Mấy anh em này đi đãi hến cả nhà. Nãy giờ mà làm được như đây nè cả nhà. Đã thao luôn nè. Ở đây cũng phải mười mấy ký rồi cả nhà. Rồi chú Sáu sẽ làm tiếp. Có lo. Ngán tay luôn. Bây giờ mò mò từ từ cả nhà, chưa có mò mò như đây. Trong đây bông súng rồi nhiều quá, mình đãi cũng khó. Qua từ từ. Trứng lon nó mới nhiều, còn dày là ít hơn. Anh hốt nãy giờ có nhiêu đây thua anh đãi nè. Thằng đãi luôn. Sao được nhiêu đây cả nhà ơi. Có cái bào, mỗi người đi một nơi cả nhà. Cho nên mỗi người phải có cái thao hay hoặc là cái bào như chú Sáu rồi nè. Bỏ vô. Thì mà một cái có mấy con sao biết chừng nào được nít gạo đã vậy mà còn nuôi vợ nuôi con chưa nổi vô lần cả lại nuôi con
vợ chưa nổi nè. Cái cơm đang đẩy đây cả nhà. Đây sao giục đây? Vậy. Xúc rồi vậy? Không lẩu cả nhà ơi. Đây sâu quá cả nhà. Dơm quá. Không. Này sâu quá. Bằng quá hầu nhờ. Ôi ngoài đây hết bự bự không ta. Hến này bự bự cả nhà, ngoài sâu nó lặn xuống mò, hến bự bự không luôn. Hến bự, còn trong kia nó nhỏ quá. Với bà nhỏ lớn gì chú Sáu cũng bắt hết à. Anh em đây bắt hết à, mình bán cho dịch ăn cho nên à, bắt hết cả nhà, nhỏ lớn bắt hết luôn. Còn mình ăn thì mình lựa con bự bự một chút. Bài nón rồi con ơi. Bài nón. Đây sâu quá hả Phong? Ừ. Đây chắc bơm đất hay sao mà chỗ này sâu quá. Cũng đãi nãy giờ cũng cũng được 5-7 kg chưa Phong? 3 kg hả? Được như đây hả? Như đây. Chà cái này cũng nhiều chứ, còn 5-6 kg rồi nha. Nhiều cái nha. Bảo. Lặn luôn. Sâu quá cả nhà ơi. Sâu quá. Đẩy sâu quá, khó làm quá này mấy con. Cái này. Quá cả nhà ơi. Xình đất không có nhau. Cái này bông à. Cái này có cái bông cả nhà ơi. Nè, được như đây. Mới này có lý lắm nha.
Này cũng bọn nha. Bọn cái nha. Như được rồi. Tôi vô cái này đi. Nên cái thao nó dễ hơn cái này cả nhà ơi. Nói cả nhà ơi. Đây cái chút chút rồi cả nhà, mình nhờ nhiều cào cả nhà ơi chứ nó không có nhiều. Đây ít đổi hướng lần kia cả nhà ơi. Ở đây nguyên cái ruộng sen nha cả nhà, có mấy cái búp sen. Búp sen này nó cũng già hết rồi, cái này già hư rồi, không ai bẻ nó hư rồi cả nhà ơi. Có bút này còn non, bút này cái này còn non đó nha, cái này là còn non nhưng mà nó còn nhỏ quá, nhỏ đi quá nhỏ cả nhà ơi. Quá nhỏ này ăn được cả nhà, bút này còn hơi nhỏ. Trời, sáo này nó gần với trời, gần quá cái sáo. Sen này cũng không có trồng cả nhà ơi, nó chỉ mọc lên cặp cặp mấy sông nè, cái bãi này cái bãi lớn nó mọc cặp cặp mấy sông chứ cũng không ai trồng hết. Ai muốn ăn sen xuống đây tự bẻ, không ai la rầy mình hết, tại sông tự nhiên cả nhà, sen tự nhiên. Mò cả nhà ơi, cái cào nó không vô. Cũng có này. Dễ sen không? Nước đây cũng trong xanh luôn đó nha, mà tại chú sáu đãi thì nó đen, nước trong rất trong, nguồn nước ở quê hương chú sáu nó rất sạch. Cũng có ít quá, mấy con đãi mấy mấy con cả nhà, trong đây có sen nhiều quá cũng khó làm. Vô đây cả nhà ơi, lắc đổ vô cái thau, người nơi nơi lắc đổ vô cái thau cả nhà ơi. Bông súng cào không được, coi chỗ nào chống cắm cào lại cắm.
Đi đây. Mấy con. Qua thì gom làm. Qua thì gom làm hay hơn cái nhậu. Quyên thao bự luôn. Qua. Đằng đây có con rôm với con đón mà cào ở đây nha cả nhà. Hai đứa em nó cào đằng này. Bên này mấy anh em làm nữa vô đây cả nhà ơi. Đây nè. Thao bự chà bá luôn. Mười mấy ký cả nhà. Bên kia con đón cũng làm một thao nữa. Đổ vô cái thao cả nhà ơi. Nãy giờ mấy anh em làm được nhiêu đây cả nhà? Chắc cũng cỡ mười mấy ký. Thôi mười mấy ký cũng được 150 cả nhà ha. Vì cũng sống đủ ngày nay. Rồi bắt đầu ngày mai mình làm tiếp. Thôi cái clip này chú Sáu cũng xin tạm dừng ở đây. Chào đón anh Dôm. Chào đón lắm ơi. Chào cả nhà. Chúc cả nhà xem clip chú Sáu với Dôm đón cào hến vui vẻ nha. Cảm ơn cả nhà đã ủng hộ kênh chú Sáu Phú Đông trong những thời gian vừa qua. Chào tạm biệt cả nhà ơi, hẹn lại clip sau.